đây là gì không? Ê. Đây là hình gì đố các bạn biết? Đây là hình trái tim đấy. Nhưng đây không phải là đồ chơi đâu các bạn ơi, mà đây là kẹo mút đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá, xem cái kẹo mút này ăn ngon không nhá. Wow, thơm ơi là thơm. Kẹo mút đẹp chưa này? Ui, ngon thế. Vị dâu tây mọi người ơi. Ui, hôm nay trời nóng thế các bạn ơi. Mùa đông mà nóng như mùa hè ấy. May mà tự nhiên tìm thấy hai cái lá to không các bạn ơi. Lá này trông như cái quạt ba tiêu của Tôn Ngộ Không ấy. Rồi. Mẻ cả răng rồi. Cắn được cái kẹo mút mà mẻ cả răng. Ngon thế chứ này. Mình đang đi tìm, mình lại tìm thêm mấy cái lá nữa mới được. Hả? Có cái gì kìa các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Nó đang, cái gì nó đang nhảy nhảy nữa kìa. Trông hay thế nhỉ, mình chạy ra mình xem nào. Ui, bạn gì ơi? Ô, cái bạn này trông lạ nhỉ các bạn nhỉ? Ô, trông giống như là cái cục phân ấy các bạn ạ. Nhưng mà cục phân này có chân này, cái này có tay này, còn biết nhảy nữa này. Ô, là bạn gì ơi? Bạn nhảy vui thế. Này cục phân ơi, đi theo ta đi về nhà ta chơi đi. Ở đây làm gì có ai chơi, chơi chán lắm. Ô, không nghe à? Được rồi, không nghe, ta sẽ bắt ngươi về nhá. Ui, nó chạy thôi. Người tới này. Bạn có nhìn thấy cái cục gì nó chạy qua đây không? À kia, có phải là cái cục gì? Cục. Cục. Gì đang chạy kia không? Ừ, đúng rồi. À thấy. Cục đấy phải dùng cái này các ông ơi. Biết đây là gì không? Đây là cái gì đây? Đây là cái thúng đấy. Ừ được rồi, thế thì ra giúp tới đi nhanh nhanh, không nó chạy mất. Cái cục phân này. Trang ơi, vào đây. Đây này. Nào, chuẩn bị. Cái trình độ của cậu bắt kém lắm. 1, 2, 3. Ui, rồi, bắt được chưa? Đây này. Ui, may mà nhờ có cậu đấy. Đấy, thấy được cái thúng kinh chưa? Ừ. Tại có cái thúng này tới mới bắt được. Con này bắt thì... bằng hai cái lá như bạn nhím này sao bắt được đúng không các bạn con ơi? Con này nó chạy nhanh phết đấy, mình đuổi mãi mà không bắt được nó các bạn ạ. Mở ra nhá. Ừ, cậu thử mở ra xem nào. Đứng cẩn thận. Đây rồi, tôi bắt được rồi. Ui. Đây. Đưa em nào. Ui giời. Giữ chắc nha, không là nó chạy đấy. Ừ. Ui con cái cục... đây này. Ui đang khóc hay đang cười đây các bạn ơi. Nó có mắt kìa. Nó có cả chân cả tay nó chạy cơ mà. Ừ, con này nó vừa nó biết nhảy múa quá cậu à, hay nhỉ. Ờ. Cậu bỏ ra xem nào. Cái gì? Sau này nó lại có cái hộp này bên dưới hả cậu? Ô hay là nó thu lại rồi nhỉ? Hay nó biến thành cái này? Tôi không biết. Nó sợ quá nó biến luôn thành cái hộp này này các cậu ơi. Ờ. Cậu thử mở ra xem nào. Ui. Ồ, hóa ra đây là hộp kẹo. Ô đây này. Kẹo mà nó cũng có hai mắt xong rồi nó cũng cười gì, giống y như cái cúc phân này này. Ăn được không? Ừ. Ngon không? Nó tan tan trong mồm, nó như là kẹo xê ấy cậu ạ. Ồ thế à? Ừ, ăn ngon lắm. Ồ nhưng mà cậu ơi, cậu nhìn thấy cái này nó chạy ra từ đâu đấy? Trước kia, ở trong kia kìa. À trong con đường ấy á? Ừ. Khéo ở trong đấy vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm, hay chúng mình thử chạy vào xem đi. Đi, để mình thử chạy vào xem nào. Đi. Này vừa nãy tớ thấy nó chạy ra từ ở trong đây này, đi vào đây xem nào. Ui, trong đây nào? Có nhiều cái cây hoa gì chưa này? Ủa, đây, ờ, đây như kiểu là một công trường xây dựng ấy. Ui, cái này gì? Cậu ơi, có một cái xe đang bị kẹp này. Ui, cái gì đây? Một cái xe máy xúc các bạn ơi. Đúng ơi. Không? Cái máy xúc này hình như là nó đang xúc cái hòn đá này hay sao ấy. Thì cái máy xúc này nhỏ tị ti mà nó lại xúc cả hòn đá to này á. Bây giờ bình cả máy xúc rồi cậu ơi. Mình cứu cái máy xúc này đi Trang ơi. Ừ, để tớ giải cứu máy xúc này ra nhé các bạn ơi. Ui dồi ôi. Đấy. Ui. Ấy. Ui. Ui giời, lần sau thì xúc cái bé thôi nhá. Ờ đây này, bình thường là phải xúc cái tảng nhỏ như này thôi này máy xúc ơi. Đấy. Đấy, như thế này thì cậu mới xúc được. Đúng rồi. Đấy. Ui. Cái máy xúc này cái cần nó còn điều khiển được này. Ờ đây này. Hay chưa? Mà nó còn có cả bánh xe này các bạn ơi. Bánh xe đi được đấy cậu ơi. Wow. À, không.
không đi được. Cái này chỉ đứng yên thôi, xong rồi nó xoay này này. Ừ. Nó xoay cái này này. Đấy, xoay cái cần này xong là múc này. Đấy, múc thế này được lên luôn này. Đấy, nhìn. Đấy, xong rồi. Đổ đá ra. Đổ đá xuống. Cái máy xúc này hay đấy. Ờ. Ten, xem ở đây có gì nữa không nào. Ôi, có ai đang kêu cứu ấy. Đâu? Cậu nhìn xung quanh đi. Ừ, đây này. Tớ nhìn thấy bạn nào ở đây này. Một bạn gấu trúc. Ôi, Trang ơi, có bạn gấu trúc đang cố trèo lên này. Ui trời ơi. Gấu trúc ơi, cậu bị làm sao thế? Ồ, đâu? Cái xe chở các bạn con vật đang bị gặp nạn. Ui, đây này, Trang ơi, có một cái xe này. Nó bị đâm xuống cái dưới vực này. Cái vực này này. Đâm xuống vực này các bạn ơi. Ui nhưng mà cậu ơi, nhìn kìa. Ui. Có một bạn bị đâm vào tổ kiến hay sao ấy, đúng ui không? Ui trời ơi, đây này, ừ đúng rồi, nhiều kiến quá. Đây này, để tớ xem nào, đúng tổ kiến không? Ui. Đúng rồi, ui trời ơi, cả bạn ui, bò này, con bò này. Ui trời ơi. Các bạn kiến đang bám vào người bạn bò về này. Nào, bạn bò lên đây nhá. Bây giờ mình phải nhờ máy xúc cẩu cái xe lên đã. Đúng rồi. Ui, máy xúc đâu, cẩu lên đi. Lên rồi. Wow, wow. Vẫn còn các bạn con vật nữa đang mắc kẹt cậu ơi. Đấy đây, trong đây có con bạn gì này? Bạn lợn. Ồ, một con lợn. Wow, thế ui, thì chiếc xe này bị hỏng rồi này, để tớ sửa chữa giúp cái xe này nhá. Ồ, xe này đây, con này xong rồi chúng mình sẽ cho các con vật vào đây nhá. Đấy, được chưa cậu? Được rồi đấy. Đấy. Rồi cậu cho các con vật vào đi. Rồi. Đấy, sửa xong cái xe rồi này cậu ơi. Ô, xe này nó còn có cái dây để kéo đi này. Ừ, đúng rồi, đấy. Đây, để tớ cho các con vật vào đây nhá. Đây. Nào, một cho con lợn này, con bò này, con hổ này, đấy, con gấu trúc này. Gấu trúc này. Đấy, cho gấu trúc đứng lên đây nhìn cho nhá. Cho luôn cả xe máy xúc lên đây nhá. Đấy, để tớ kéo xe đi nhá. Kéo được không? Kéo được này cậu ơi. Đấy. Ôi trời ơi. Máy xúc này á, phải bám chắc vào cơ, không là ngã đấy. Đây. Rồi. Máy xúc bám như thế này là chắc chắn rồi này. Đây là cái... đấy, cậu có nhìn thấy gì không? Tớ nhìn thấy rồi, đi vào xem nào. Ui, đây là công trường xây dựng mà. Thế nên là ừ, đúng rồi, toàn bê tông này cậu ơi. Ui, có một chiếc xe ben này các cậu ơi. Wow, cả đây cả một chiếc xe múc này. À, máy múc này đang múc đá này các cậu ơi. Ui. Đấy. Chắc là đang múc đá xong là đổ lên cái xe ben đấy. Ờ, đây này. Múc đá này này, đấy. Đổ lên đây. Đổ lên xe ben, thế là xe ben đi đúng không? Ờ. Xe ben này là xe chuyên chở vật liệu xây dựng đấy. Đúng rồi, các bạn ơi, đi ra đây. Gia nhập đội ngũ bọn tớ nào. Đi ra đây nào. À, thế mình sẽ chơi trò đoàn xe nối đuôi nhau nhá. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình đã nối cái xe này. Kéo chiếc xe này đi nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cho cái xe đây gọi xe gì nhỉ? Đây là xe máy múc. Đấy, xe múc đến chiếc máy, xe ben nha. Đúng rồi, cho cả xe máy cẩu này lên này, cho xe cả xe máy xúc này lên. Đấy, thế là vừa khít luôn các bạn ơi. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Đi thôi. À, giờ đi thôi nào. Chúng ta đi tìm tiếp xem ở đây có gì không nào. Có ai cần giúp đỡ không nào? Có ai cần giúp đỡ nữa không? Ô, cậu ơi. Cái gì? Tớ nhìn thấy có gì bên dưới kìa cậu ơi. Wow. Cậu lại xem đi, xem có cái xe nào đang bị mắc kẹt à. Ui, ở đây có như cái gì ấy, nhiều bánh xe lắm. Ừ, xe này vừa gặp nạn à. Ui, xe này nó bị đâm vào đây cậu ơi. Kia kìa, thùng xe kìa, thân xe kìa. Ui. Đổ xuống lấy đi. Các bạn ơi, nhiều chưa? Đây này, đây là những cái bánh xe này. Mình gom lại nhá. Ừ. Xem nào. Đấy, ui nhiều bánh xe quá. Đây nữa này. Đây là một cái xe chở rác các bạn ạ. Xe chở rác à? Đúng rồi. Màu xanh thế này đây này. Ừ. Đây là xe chở rác rồi. Đây, đầu tiên là tớ sẽ phải lắp cho cái xe này những cái bánh vào đã thì nó mới đi được này. Không biết là sửa xong có đi được không. Ui, xe này là xe tải chở rác thế nên là nó nhiều bánh lắm. Ờ, một chiếc xe tải màu xanh các bạn ơi. Ơi, đấy, xe wow, này, xe này khi chở rác rồi. Đấy, khi chở rác là nó sẽ đổ như thế này. Các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe đi cùng các chiếc xe kia đi. Chuẩn bị đi nào thôi. Đoàn xe của mình chuẩn bị đi thôi. Dín, các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi. Hôm nay chơi vui nhỉ?